Xin chào cả nhà, hôm nay Nhung sẽ giới thiệu cho cả nhà một lô đất tại khu đô thị Lam Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lô đất diện tích là 300 m² với mặt tiền là 11 m, lô cạnh góc, khu biệt thự rất là đẹp luôn. Lô đất của chúng ta là lô cạnh góc ạ. Với mặt tiền là 11 m, hậu 11 m, khu biệt thự đã có sổ rồi. Tại khu đô thị Lam Vĩnh Yên, xung quanh thì đã có rất là nhiều nhà đã xây rồi và là của băng 2 của đường 24 m, đường thông ra đằng trước mặt ạ. Đó, lô đất của chúng ta là trước mặt chúng ta là siêu thị Bixi Vĩnh Phúc. Đây, lô cạnh góc rất là đẹp luôn, xây nhà thoáng đẹp với diện tích là 300 m². Giá mong muốn là 21 triệu một mét là chúng ta sở hữu một lô đất biệt thự diện tích rộng là 300 m², lô cạnh góc rất là đẹp luôn ạ. Xung quanh thì dân ở cũng khá là đông rồi, đường quy hoạch 13 m². Cả nhà xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Nhung nha. Và bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Xin chào cả nhà.